báo cá các bạn ơi, báo cá các bạn ơi. Trời ơi, con cá mè khổng lồ, báo cá nha các bạn. Mệt chứ con, đuối vậy con. Bây giờ mình ra mồi tiếp theo nha, hy vọng kiếm con nữa nha các bạn. Đó, nước khá sâu nha, quăng ra đó tầm 6-7 mét nước ấy, không cạn đâu. Rồi, một cần thôi, để đây thôi được rồi. Giờ cần tay cho đợi kết quả nè, có cá mình view lại cho mọi người xem luôn nè, ok nè. Tên hàng bạn ơi, tên hàng nha, bao cá, bao cá, bao cá nha các bạn, bao cá nha. Bao cá nha các bạn. Mè trắng. Một em. Này 2 kg á. Tuyệt vời các bạn. Một em mè trắng nha các bạn. Con này 2 kg nha các bạn ơi. Này các bạn. 2 kg á. Hơn 2 kg á các bạn, 2 kg rưỡi vậy. Đã, một con mè trắng nha các bạn, đầu tiên nha các bạn. Này con một cần có mè vui thôi. Ai ngờ ăn luôn. Ok. Có hàng đầu tiên các bạn ơi. À, hôm qua món hôm nay có hàng rồi. Hôm nay thưởng cần lăn con có mè coi. Có không? Có luôn nha các bạn. Con này 2 kg mấy á. 2,5 kg á. Thưởng cần nó vui thôi. Lên hàng luôn. Tuyệt vời các bạn. Hôm nay không mang cái vỏ đựng cá luôn á chết chứ. Hồi nãy chạy tưng tưng sao cái rớt mất tiêu cái đầu gắn vô cây vợt luôn. Rồi bây giờ không có gì hết á. Bỏ đại vô trong cái vợt này các bạn, khá to luôn nha các bạn, 2,5 kg á, mắc luôn cái khớp nối vợt này. Ok các bạn, kiếm con nữa nha các bạn.